tiếng Anh thì là một ngôn ngữ chung trên toàn thế giới rồi. Và đặc biệt chứng chỉ IELTS thì cũng rất là hữu ích đối với các học sinh, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông. Có chứng chỉ IELTS thì các bạn trung học phổ thông có thể được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc là được thi tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, cũng như là có rất nhiều có trong việc đi du học. Chúng tôi thấy buổi tuyên truyền như thế, chia sẻ của trung tâm IELTS rất là hữu ích đối với các học sinh. Vâng, xin cảm ơn.